mọi người có thể dựa vào những con số này canh cái điểm mua ha. Mỗi dự án thì trước khi mọi người đầu tư thì mọi người phải biết tới cái giá gần gần quỹ thì mình mới mua. Khi mà quỹ đã lỗ rồi thì mọi người có thể coi xem đó là một cái thông tin mình tham khảo để có thể trúng tiền ha. Mỗi công cụ nó có nhiều cái năng khác nhau, nhưng mà thường là mình sử dụng một vài cái chức năng chính trên cái công cụ đó thôi. RootData này cũng là một cái công cụ, cái chức năng khá là hay của RootData. Chain Broker ha, thì cái công cụ này nó sẽ hỗ trợ mọi người cái gì thì người thấy chưa? Để giả sử như em mọi người thấy một dự án ở đây, khi em nhấn vào dự án, giả sử em nhấn vào Starknet đi ha, thì mọi người sẽ thấy là thông tin của Starknet này, rồi cái điểm mà bên Chain Broker chấm này, nhưng mà cái quan trọng em muốn mọi người quan tâm nó là cái này. Đây thì nó sẽ có là ray từng round là bao nhiêu tiền luôn, thì mọi người có thể dựa vào những cái thông số là nó ray vòng nào, giá bao nhiêu, rồi tổng ray bao nhiêu, mọi người có thể dựa vào những con số này để canh cái điểm mua ha. Mỗi dự án thì trước khi mọi người đầu tư thì mọi người phải biết là gọi là chiêu bài, thì cái vị thế của cái thằng cầm bài đấy nó như thế nào mọi người phải biết ha. Mà giả sử như là cái vị thế nó mua giá thấp, giá thằng này nó đi dòng sít thì giả sử mình canh là x10 được chưa, theo cái tiềm năng của nó thì x10 mình mua được chưa, hay là tới cái giá gần gần quỹ thì mình mới mua. Thì Starknet hiện tại thì cái round mà gần nhất của nó đây là 0.8, mà hiện tại mà giá của nó đây mọi người có thể xem đây là giá mà quỹ đi còn hiện tại là 0.5 thì giá quỹ đi như thế này là lỗ rồi, mà chưa kể là nó không phải lốc, nó không phải là vét 100% mà nó vét tuyến tính nữa mọi người ha. Vét bao nhiêu trong bao lâu đây, lúc này là đang lỗ rồi, thì khi mà quỹ đã lỗ rồi thì mọi người có thể coi xem đó là một cái thông tin mình tham khảo để có thể trúng tiền ha. Không phải là siêu Starknet nha, mà em đang cho mọi người cái thông tin đó rồi mọi người check cái giá quỹ này. Ngoài ra thì ở đây nó cũng có cái token unlock nữa, mình ở đây cũng có cái lịch token unlock nha, nhưng mà cái giao diện này thì nó hơi khó cho mọi người nhìn, thì mọi người có thể lên những cái như là DeFi Llama để mọi người xem ha. Thì đây là Chain Broker, thì cái công cụ này chủ yếu thì để em xem những cái ray thôi, ray vòng sheet các thứ thôi. Mỗi công cụ nó có rất là nhiều cái chức năng khác nhau, nhưng mà thường là mình sử dụng một vài cái chức năng chính trên cái công cụ đó thôi. Rồi mỗi công cụ nó sẽ có cái điểm mạnh riêng và điểm và những cái khác là những cái tính năng bổ sung thôi, nên là mọi người cứ trải nghiệm thử và chọn lọc ra những cái tính năng phù hợp trên cái công cụ đó để xài ha. Ok, mọi người hiểu cái Chain Broker đúng không ạ? Cái này thì cũng dễ thôi, mọi người chỉ là check một cái thông tin thôi. Em sẽ tiếp tới cái để mình tìm kèo nữa là đó chính là RootData. Thì RootData này cũng là một cái công cụ để tổng hợp thông tin ha, nhưng mà đây thì cái thông tin nó đưa ra thì chủ yếu là những cái dự án mà được refund và những cái dự án những cái thông tin về những cái quỹ ha. Thì ở đây mình đầu tiên là cái phần fundraising, thì ở đây là hiển thị những cái dự án mà nào mà đã gọi được quỹ ha. Ở đây thì nó đang là sắp xếp theo ngày, cho mọi người nhấn vào phần fundraising thì mọi người có thể hoàn toàn dùng những cái filter ở đây. Là giả sử nếu mọi người quan tâm đến mảng AI thì mọi người hãy dùng là filter AI ha, thì nó sẽ hiện ra những tất cả những cái con mà liên quan đến AI mà được refund, thì mọi người check ở đây hết. Thì qua cái này thì mọi người có thể thì ở đây đấy, giả sử AI thì mọi người có thể thấy gần đây có một con là con này ha, ray 85 triệu bởi những cái quỹ lớn ha. Thì ở cái phần fundraising này thì mọi người ở đây nó có nhiều cái cho mọi người filter lắm, mọi người hãy kiếm ra cái bộ filter cho riêng riêng mình ha. Ở đây ngoài tag tức là category á mọi người, thì nó còn có là số lượng bao nhiêu này, ngày nào này, rồi hệ sinh thái nào này, rồi investor là người nhà đầu tư nào này, rồi round nào, rồi giá trị bao nhiêu, rồi quốc gia nào, rất là nhiều cái để cho mọi người filter ha. Thì thường thì em sẽ lên đây để em kiếm những cái dự án tiềm năng để em có thể là vô sớm nhất và em những cái dự án mà để em làm airdrop ha. Sau khi research ở đây thì em sẽ cho nó vào những cái watchlist, tại vì những cái dự án mới đây này thì thường là nó chưa có lần token, mọi người hiểu không ạ? Đấy là những cái dự án thường mới đây này nó chưa lần token, thì em sẽ vô để em tìm hiểu xem là có cái cơ hội nào để em deal được những cái vòng sớm hay không, hoặc là có cách nào để mình được cái suất airdrop hoặc là cái suất mua sớm của nó hay không, thì mọi người có thể vô đây mọi người tìm kiếm. Ok, tiếp theo là đến mục em hay sử dụng là mục trending ha. Cái project này thì nó đang hiển thị những cái dự án mà nó đánh giá cái Twitter các thứ thôi. Cái thứ hai em hay sử dụng đó là phần trending, thì phần trending này thì nó sẽ hiển thị là những cái dự án mà đang được quan tâm ha. Quan tâm tức là sao, tức là ở trên mọi người search tìm kiếm về những cái dự án này rất là nhiều. Thì ở đây mọi người có thể thấy là
đang quan tâm đến Layer Zero này. Tại vì sao? Tại vì đó hàng là Layer Zero nó boom hack nhất thị trường hôm nay ha. Mọi người có thể thấy trên Binance nó là một trong những con mà tăng trưởng tưởng nhiều nhất trong ngày hôm nay. Thì đó, đây là những cái con mà đang được cộng đồng quan tâm. Thì khi mà được nhiều người quan tâm thì đó hẳn là phải một cái dự án ngon, hoặc là nó có đang có một cái thông tin nào đó mà mọi người đang được FOMO, đang được cộng đồng FOMO ha. Thì mọi người có thể dựa theo đó để mọi người đi research về về những cái con này. Ok, một cái chức năng cũng khá là hay của RootData mà em đánh giá cao, đó là sau ở những cái web khác như là crypto fundraising hay là các thứ khác thì nó không có cái thông tin về team, nhưng mà với cái RootData thì mọi người giả sử như em nhấn vào dự án Layer Zero chẳng hạn, thì mọi người thấy ở đây là nó sẽ hiện là team bao gồm ai ha. Ở đây thì khi mọi người có thể thấy đây team, đây nó sẽ hiển hiển thị team. Khi mọi người nhấn vào thì nhấn vào từng người thì nó sẽ có hiện là làm gì, là đã từng làm gì, rồi chức vụ gì, rồi kinh nghiệm ra sao ha. Ở những cái trang web khác thì không có, nên là em thường hay sử dụng cái thằng RootData này nhất. Còn về phần investor cũng vậy, thì nãy bên CoinGecko nó cũng có cái phần là portfolio của quỹ, thì tương tự đó thì thằng RootData này nó cũng có và nó khá là đầy đủ ha. Thì mọi người muốn là xem là cái quỹ, những cái quỹ đứng đầu trên thị trường đang đang đầu tư vào con gì thì đơn giản là mọi người nhấp vô thôi, nó sẽ hiện ra tất cả những cái con mà cái quỹ đó đang đầu tư ha, và đây nó biểu thị trên dạng biểu đồ cho mọi người thấy luôn. Rồi, nếu như mà có hai cái danh mục cho quỹ á, nhiều người sẽ bối rối là không biết sử dụng cái nào, thì đối với lại CoinGecko là chủ yếu là mình xem tổng quan token và cái mà portfolio quỹ á, để mình tham khảo thôi. Còn nếu mọi người muốn nghiên cứu sâu hơn, chi tiết hơn về cái portfolio quỹ á, thì mọi người nên sử dụng RootData ha. Cái trên đây nó sẽ nhiều thông tin hơn. Còn ở trên mà CoinGecko thì những cái nó chỉ biểu thị là quỹ nắm giữ token nào thôi, hết rồi. Nó không có những cái thông tin khác. Rồi RootData nó sẽ rất là đầy đủ ha. Ok, thì thường là nếu mà mọi người cập nhật trên RootData này hàng ngày thì những cái dự án lớn thường là mọi người sẽ không bao giờ bị miss cái dự án đó đâu. Thì đây là một cái cách để cho mọi người tìm những cái dự án mà lớn ha. Em sẽ tiếp tục đến cái công cụ sau.